Còn số ca mắc Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu chững lại ở một số tỉnh thành là tâm dịch như Bắc Ninh và Bắc Giang. Ở Hà Nội dù ca lây nhiễm cũng đã có chiều hướng giảm và không xuất hiện ca trong cộng đồng, nhưng một thông tin dưới đây sẽ khiến cho chúng ta không khỏi lo lắng. Sáng nay mùng 7 tháng 6, CDC Hà Nội thông báo ca bệnh cộng đồng, bệnh nhân là người bán rau ở Đông Anh Hà Nội. Cả tháng 5 người này chỉ ở Đông Anh và không đi đâu. Ngày mùng 4 tháng 6 có dấu hiệu rát họng, sổ mũi đi khám và xét nghiệm mắc Covid-19. Theo CDC Hà Nội, đây là ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Nữ bệnh nhân sinh năm 1976 ở thị trấn Đông Anh. Ngày 30 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rát họng, sau đó tự mua thuốc điều trị tại nhà. Đến ngày 4 tháng 6, bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Bắc Thăng Long với triệu chứng sốt nhẹ, ho đờm, tức ngực. Ngày 5 tháng 6, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và gửi về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngày 6 tháng 6, người nhà gồm mẹ, anh, em trai vào thăm bệnh nhân. Cùng ngày, mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nghi ngờ dương tính, chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định kết quả dương tính. Qua điều tra nhanh xác định bệnh nhân có 13 F1, người tiếp xúc gần trong đó có 10 trường hợp tại huyện Đông Anh, một trường hợp tại quận Đống Đa, hai trường hợp tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Hiện tất cả những người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Được biết, người phụ nữ này làm nghề bán rau tại chợ cửa hàng mới thị trấn Đông Anh hàng ngày khoảng 3 giờ sáng xuống chợ Tó Đông Anh lấy hàng, cho đến khoảng 5 giờ sáng về chợ cửa hàng mới để bán hàng. Chưa về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, chiều ra chợ bán hàng đến khoảng 8 giờ tối. Ngày 28 tháng 5, buổi chiều chợ cửa hàng mới đã thực hiện đóng cửa, nên người phụ nữ này nghỉ bán rau và chủ yếu ở nhà. Tính cho đến sáng ngày hôm nay 17 tháng 6, bệnh viện Bắc Thăng Long đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 53 người, kể cả những người không tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, gồm có các nhân viên y tế, các bệnh nhân, khoa sàng lọc và thực hiện và hiện cũng đã cho kết quả âm tính lần một.